Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng hoa hồng cổ ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Phụ nữ Bắc Ninh và phong trào làm sạch đồng ruộng. Điện lực Ninh Bình ra mắt phương pháp vệ sinh lưới điện đang vận hành bằng nước áp lực cao. Hưng Yên đầu tư trên 18 tỷ đồng, nâng độ cao 3 đường dây tải điện. Sau đây là nội dung chi tiết. Với lòng kiên trì, đam mê và nhạy bén nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, đầu tư phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương. Ông Hoàng Văn Bốn ở xóm 1 xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là một trong những nông dân sáng nghĩ đem lại giá trị kinh tế cao từ mô hình trồng hoa hồng cổ. Qua tìm hiểu thị trường, ông Bốn nhận thấy hoa hồng cổ đang dần trở thành xu hướng chơi mới của người dân bởi ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, có thể trồng trong vườn nhà, ban công hay trong khuôn viên của mỗi cơ quan đơn vị. Vì thế, ông Bốn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa hồng cổ. Vốn cần cù chịu khó, lại nhanh nhạy nắm bắt kịp nhu cầu của thị trường, nên ngay từ năm đầu tiên chuyển sang trồng hoa hồng cổ, ông Bốn đã thu lãi cao hơn so với trồng đào, trồng quất trước kia. Từ vài chục cây hồng cổ, mỗi năm ông Bốn lại mở rộng thêm diện tích, và đến nay là trên 700 m² với đủ các loại hoa hồng như hồng cổ Sapa, hồng đào cổ, hồng quế đỏ, hồng bạch cổ với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Việc chuyên canh hoa hồng cổ không chỉ đem lại cho gia đình ông Hoàng Văn Bốn nguồn thu nhập ổn định, mà ông còn chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp cây giống để bà con trong xã cùng nhân rộng mô hình. Ngoài việc giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, mô hình trồng hoa hồng cổ của ông Hoàng Văn Bốn còn góp phần bảo tồn các giống hoa hồng quý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người có niềm đam mê với các loài hoa. Hai năm qua, Thái Bình đã đạt được những dấu ấn quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Thái Bình đã chuyển hướng sản xuất nông nghiệp từ phát triển theo chiều rộng, lấy số lượng làm mục tiêu, sang sản xuất nông nghiệp hiện đại chất lượng cao, đưa nông nghiệp sản xuất hàng hóa hội nhập kinh tế thị trường. Tích tụ ruộng đất, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản và có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ cấu ngành, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Đây là một trong năm hướng đột phá kinh tế nông nghiệp của Thái Bình. Và kết quả là đến năm 2018, Thái Bình đã có hàng nghìn hecta đất nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt được tập trung tích tụ, tạo điều kiện cho phát triển cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại kết quả cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Thưa quý vị và các bạn, ngoài hai vụ lúa, hàng năm toàn tỉnh Hải Dương còn gieo trồng 39.000 hecta rau màu, năng suất trung bình đạt 220 tạ một hecta, sản lượng thu hoạch khoảng 600.000 tấn. Để đảm bảo việc tiêu thụ sản lượng nông sản lớn như vậy, vấn đề đặt ra là khâu sản xuất phải gắn liền với thị trường tiêu thụ. Để nông sản của Hải Dương tiêu thụ thuận lợi và mang lại giá trị lớn hơn cho cả nông dân và tư thương, nhiều doanh nghiệp thu mua đang tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy, những doanh nghiệp này đều mong muốn có sự liên kết với các hộ nông dân dựa trên những hợp đồng dài hạn và những điều khoản cam kết cung ứng nông sản đảm bảo chất lượng. Thực tế, từ một số mô hình, nếu đạt được sự cam kết thông qua các hợp đồng lâu dài, doanh nghiệp sẽ có hướng đầu tư về cây giống, phân bón, kỹ thuật trồng và chăm sóc cho các hộ nông dân. Để đạt được sự kỳ vọng của doanh nghiệp về nguồn hàng phục vụ xuất khẩu và hiệu quả đầu tư, vấn đề đặt ra là các hộ nông dân cần phải tập hợp thành hợp tác xã, từ đó tổ chức sản xuất theo phương thức tập trung thì mới tạo ra lượng nông sản đảm bảo về số lượng, chất lượng và thời điểm thu hoạch, đảm bảo cho các đơn hàng ký kết xuất khẩu mang tính liên tục và bền vững. Về phía bà con nông dân thì cũng phải có những cái cam kết rất rõ về việc là thực hiện là sản xuất theo đúng cái quy trình mà công ty đã đặt ra về mặt sản phẩm để đảm bảo được cái yếu tố về quy cách của sản phẩm. Thứ hai nữa là bà con nông dân cũng phải tuân thủ cái cam kết về giá của sản phẩm. Bởi vì để có thể lâu dài thì doanh nghiệp đầu tư ra và cũng phải thu được trên cái cơ sở là những cái giá đã cam kết, chứ không thể nào cao thì bán cho người khác, còn thấp thì lại bán cho doanh nghiệp, thì cái đấy rất là khó khăn. Theo nhận định của ngành công thương và các doanh nghiệp đầu mối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu khá dồi dào, nhưng thực tế nông dân sản xuất nông sản vẫn rơi vào tình trạng được mùa mất giá, bởi phần lớn nông dân sản xuất vẫn mang tính tự phát, chưa mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất theo chuỗi và đặc biệt là chưa xây dựng được thương hiệu cho từng mặt hàng nông sản riêng biệt.
Nhưng người nông dân thì thực ra mà nói thì sản xuất ra thì lại cứ được mùa mất giá. Thế thì nó xoay quanh vấn đề là ta phải làm tốt cái thương hiệu. Dù nó bất kỳ cái sản phẩm nào thì nếu có thương hiệu tốt thì ta làm tốt ấy thì không phải mời khách hàng cũng sẽ đến với ta. Vì ta làm tốt mà. Thế còn bây giờ mà ta làm không tốt thì cho người ta cũng không đấy. Thế là cái thương hiệu là quan trọng. Hiện nay nông sản trên địa bàn tỉnh được doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Dubai, Malaysia và Trung Quốc. Để sản xuất nông sản gắn liền với thị trường, nhất là thị trường nước ngoài mang tính ổn định và bền vững, ngay từ chính người sản xuất phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng ký kết và tuân thủ những quy định nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp thu mua. Cùng với đó, chính quyền và các ngành liên quan quan tâm giúp nông dân xây dựng thương hiệu cho từng loại nông sản và tăng cường hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản. Nằm trong những nội dung thực hiện mô hình 503 sạch do Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh phát động, thu nhặt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch đồng ruộng. Công việc tưởng như độc hại vất vả này lại đang được chị em hội viên phụ nữ xã Minh Đạo, huyện Tiên Xu hăng hái tích cực triển khai với suy nghĩ đơn giản. Góp thêm công sức nhỏ bé, gìn giữ bảo vệ môi trường sống của chính thế hệ mình và con cháu họ. Là một trong những nội dung nằm trong chương trình 503 sạch do Hội Phụ Nữ địa phương phát động, mô hình làm sạch đồng ruộng càng phát huy hiệu quả khi kết hợp với hội nông dân. Nếu như thời gian đầu triển khai mô hình, số vỏ bao bì nhiều nhưng chị em hội viên tham gia còn thưa thớt, thì đến nay phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong chị em hội viên, không chỉ riêng những người làm nông nghiệp. Năm 2019 được xác định là năm Bắc Ninh hành động vì môi trường, việc làm của chị em phụ nữ xã Minh Đạo. Cho dù nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền xuống tận địa bàn cơ sở. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân công cán bộ xuống tận các xã, phường, thị trấn tại 10 trên 10 huyện, thành phố, trực tiếp tư vấn về chế độ chính sách, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm và hướng dẫn người dân kê khai làm thủ tục tham gia, đồng thời in và cấp thẻ ngay tại chỗ, giảm thời gian đi lại và chờ đợi cho người dân hơn một tháng so với trước. Nhờ vậy đã góp phần tăng số người tham gia bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình tại tỉnh ta nhiều hơn so với những năm trước. Tính đến hết tháng 2 năm 2019, toàn tỉnh đã có trên 183.800 người tham gia bảo hiểm tự nguyện, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018. Trên 1.043.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 69.000 người so với cùng kỳ năm trước. Nhằm thực hiện hiệu quả đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020, ngày 6 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tổ chức hội thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ 6 dành cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019. Tham gia hội thi Hùng biện tiếng Anh lần này có 26 học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ 22 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu về bản thân, hùng biện một chủ đề theo quy định và trả lời câu hỏi của ban giám khảo xoay quanh chủ đề đã hùng biện. Tổng thời gian cho cả 3 phần thi không quá 7 phút. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, các thí sinh đã lựa chọn nhiều chủ đề phong phú, đa dạng. Chương trình giáo dục cao, phần thuyết trình lôi cuốn, phát âm chuẩn, trình bày tự tin, mạch lạc, logic và hoàn thành xuất sắc nội dung thi theo yêu cầu. Qua 6 lần tổ chức, hội thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em học sinh được giao lưu học hỏi, trao dồi kiến thức bằng tiếng Anh vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời là dịp để các trường trung học cơ sở trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường dạy ngoại ngữ cho học sinh thành phố. Sự phát triển của các cơ sở mầm non tư thục là một nhu cầu tất yếu nhằm giải quyết nhu cầu gửi trẻ của người dân. Tuy nhiên, hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn đang trong giai đoạn tự hoàn thiện về quy mô và chất lượng.
Việc quản lý chặt chẽ của chính quyền cũng như ngành giáo dục đào tạo thành phố là những căn cứ quan trọng để những cơ sở giáo dục mầm non hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Do nhu cầu gửi trẻ ngày một gia tăng, thành phố Phủ Lý vẫn đang khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thành lập các nhóm trẻ hoặc trường mầm non tư thục, góp phần giảm áp lực, sự quá tải cho hệ thống các trường mầm non công lập. Để quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục, đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn. Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư 13 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố còn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã thường xuyên tổ chức, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Ghi nhận trong nhiều năm qua, các nhóm trẻ tư thục chưa để xảy ra các vụ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa đã có từ ngàn đời của dân tộc ta. Bên cạnh những người đi lễ ăn mặc thanh lịch, trang nhã, vẫn còn không ít những trường hợp người đi lễ ăn mặc hở hang thiếu vải. Nhiều người đặt câu hỏi việc ăn mặc hở hang khi đi lễ chỉ là phản cảm hay là thiếu văn hóa. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại một số di tích đền chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là những hình ảnh ghi lại được tại di tích lịch sử văn hóa đền Ủng thuộc xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Không khó để bắt gặp những du khách mặc váy ngắn đi lễ. Thậm chí, các nữ du khách còn không ngần ngại mặc cả quần sót đi chiêm bái cảnh đền. Những tưởng chỉ có chị em phụ nữ vì quá yêu cái đẹp, vì muốn nổi bật nên mới ăn mặc hở hang, nhưng nhiều đống mày râu cũng không kém cạnh khi diện quần đùi tại nơi cửa đền linh thiêng. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, ngay trước lối vào đã có biển thông báo du khách không mặc quần áo hở hang khi vào lễ, nhưng biển thông báo thì cứ thông báo, còn mặc như thế nào lại là chuyện của du khách. Các cháu được học rất là nhiều. Thật sự là cố ý là làm như thế chứ cũng không phải là thiếu văn hóa, vì thứ là tôn tư trật tự rồi các linh thiêng của chùa cũng có thể đã được học qua và đã được nói, nhưng vẫn không thực hiện, là những người đấy là đã cố tình. Theo như tôi thì tôi nghĩ là không hiểu biết gì về lễ bái và chỉ trên cái sự đua đòi để đi đến đền đến phủ, gọi là trước là đi lễ sau là cho nó vui thôi, vui cảnh thôi, chứ còn thực sự là không biết gì về tâm linh cả. Theo mình thì là đi chùa hoặc đi đến các đền, những cái nơi linh thiêng thì mình nên ăn mặc lịch sự, không nên mặc váy quá ngắn, quá đầu gối. Nhưng tóm lại theo mình thì không nên mặc váy, mặc quần áo thì là tốt nhất, là có một cái sự tôn nghiêm nhất định ấy, thì dành cho những nơi thì có tín ngưỡng như vậy. Đi lễ chùa phải ăn mặc trang phục lịch sự, đây là một quy tắc bất thành văn mà gần như ai cũng biết rõ. Cụ thể, tại Nghị định số 110 năm 2018 NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, điểm B khoản 2 điều 6, Chính phủ quy định người tham gia lễ hội phải ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội, trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, không nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. Theo quan niệm của Đạo Phật, việc ăn mặc như vậy thậm chí còn là sự báng bổ thần thánh. Cái đó thì chúng ta không cần về quan niệm nhà Phật, mà chúng ta cần nhìn vào thì chúng ta đã thấy là cái sự văn hóa nó cũng không được tốt rồi. Thì thứ hai nữa là về cửa Phật, đến nơi thanh tịnh thì chúng ta có nên mặc những quần áo dài, đến chùa chúng ta lễ Phật thì nó sẽ đẹp hơn. Để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các di tích, nhiều biện pháp từ tuyên truyền thay đổi nhận thức đến các hành vi cụ thể cũng đã được thực hiện. Thứ nhất là tại các di tích thì ban đều cho trang bị những cái biển cấm, biển chỉ dẫn, hướng dẫn du khách mặc trang phục phù hợp trước khi vào lễ tại đền. Cái thứ hai nữa là ban có cái hệ thống loa tuyên truyền. Thông qua cái hệ thống loa tuyên truyền này thì hướng dẫn du khách là trước khi vào đền phải ăn mặc trang phục phù hợp, không được mặc áo ngắn, quần áo phản cảm khi vào lễ. Cái thứ ba là tại các di tích thì ban đều cho sắm một số cái bộ quần áo lam phù hợp để cho du khách khi vào lễ mà khi có nhu cầu. Đối với những du khách mà ăn mặc quần áo phản cảm mà khi cán bộ hoặc nhân viên thường trực của ban hoặc là các bác bảo vệ tại di tích mà phát hiện thì là đều nhắc nhở du khách và đề nghị là du khách ra tại cái bàn ghi công đức của nhà đền để mượn những bộ quần áo mà do nhà đền đã sắm để phù hợp trước khi vào lễ. Các cụ xưa có câu ăn cho mình, mặc cho người.
Vậy nên việc ăn mặc không chỉ đơn thuần là khoác lên mình manh quần tấm áo, mà nó còn thể hiện văn hóa, sự hiểu biết gu thẩm mỹ của người mặc. Vậy nên, việc mặc phản cảm khi đi lễ chỉ có thể chấm dứt khi người đi lễ có sự hiểu biết, kiến thức nhất định về vấn đề tâm linh, tôn giáo và sự tôn trọng với văn hóa, với những người xung quanh. Điện lực Ninh Bình vừa tổ chức ra mắt phương pháp vệ sinh lưới điện đang vận hành bằng nước áp lực cao theo công nghệ hotline tại trạm 110 kV, Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình. Điện lực Ninh Bình đã thành lập đội sửa chữa nóng lưới điện, còn gọi là đội hotline, với lực lượng gồm 10 kỹ sư và công nhân có chuyên môn, sức khỏe tốt. Sau khi được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các phương tiện, đội được giao nhiệm vụ vệ sinh hotline lưới điện phân phối do công ty quản lý vận hành trong toàn tỉnh. Chỉ cần phun từ 15 đến 30 giây, mỗi vị trí cột được tẩy sạch bụi bẩn với hiệu quả cao, trong khi đường dây vẫn cấp điện bình thường cho khách hàng sử dụng. Công nghệ vệ sinh bằng nước áp lực cao không cần phải cắt điện đã nâng cao chất lượng vệ sinh lưới điện, đem lại hiệu quả rõ rệt về bố trí nhân lực, tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn và tăng năng suất lao động trong công tác quản lý vận hành lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, để phòng tránh những phương tiện chuyên chở hàng quá khổ, chở cây gây phóng điện khi lưu thông trên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ - Ninh Bình, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tham mưu tỉnh nâng cấp 3 đường dây truyền tải điện nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện lưu thông qua đây. Theo đó, 3 đường dây truyền tải điện cao thế 110 kV cắt ngang qua đường đã được lập phương án thiết kế thi công thay thế cột tròn bằng cột thép hình tháp với chiều cao gần 30 m. Đảm bảo dây trung tính có vị trí thấp sẽ có khoảng cách trên 11 m so với mặt đường. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng. Sau 3 tháng gấp rút thi công, đoạn nâng chiều cao của hai đường dây tải điện đã hoàn thành và đường điện thứ 3 đang trong giai đoạn cuối. Dự kiến toàn bộ gói thầu nâng chiều cao 3 đường điện 110 kV sẽ hoàn thành trong tháng 3 này. Mặc dù trong những năm qua, mạng lưới thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định đã được đầu tư, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ. Thành phố Nam Định đã tiếp tục quy hoạch phù hợp, thu hút xã hội hóa cho hạng mục đầu tư thoát nước mưa và nước thải. Theo quy hoạch của thành phố Nam Định, đến năm 2030, lượng nước thải phát sinh tính toán dựa trên dân số tại khu vực thành phố là trên 334.000 mét khối một ngày đêm và đến năm 2050 là 451.000 mét khối một ngày đêm. Để xử lý lượng nước thải này, thành phố Nam Định dự kiến sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, xây dựng các giếng tách nước mưa và nước thải, các tuyến cống chính và hai trạm bơm chuyển tiếp nước thải. Ngoài ra, dự kiến đầu tư một nhà máy xử lý nước thải tại xã Đại An, huyện Vũ Bản. Khu vực phía nam sông Đào, ngoài hình thức thu gom và xử lý theo hình thức phân tán, sẽ bố trí hai nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Nam Mỹ, xã Nghĩa An. Công nghệ xử lý đối với khu vực nội địa đã có các tuyến cống thoát nước sử dụng chung và không có khả năng tách riêng, thì sử dụng các hệ thống giếng tách nước mưa và nước thải ngay từ đầu vào các tuyến cống thu gom. Hiện nay, việc trông giữ xe tại khu vực đền Trần, đền Mẫu thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên còn nhiều lộn xộn và bất cập. Hiện nay, việc trông giữ xe tại khu vực đền Trần, đền Mẫu thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên còn nhiều lộn xộn và bất cập. Ngoài khu vực trông giữ xe máy và ô tô do Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Trung quản lý, giá vé thu theo quyết định số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2018 thì còn có các điểm trông giữ xe tự phát chưa được cấp phép trông giữ xe tại khu vực di tích. Điều đáng nói hơn, những điểm trông giữ xe trái phép này có hiện tượng chặt chém du khách, thu cao hơn nhiều so với những điểm trông giữ xe của phường Quang Trung và phường Minh Khai. Cụ thể, giá vé xe máy từ 10 đến 15.000 đồng, xe ô tô từ 40 đến 50.000 đồng. Đề nghị thành phố Hưng Yên cần lập lại trật tự tại khu vực trông giữ xe, loại bỏ điểm giữ xe tự phát để khách thập phương cảm thấy yên tâm khi về với khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.